Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị cái dòng me Thái á, quý cô chú anh chị. Cái dòng me Thái á, thì mình phân biệt rất là dễ rồi. Thì thứ nhất là cái lá, quý cô chú anh chị, cái lá của nó sẽ to nè và nó sẽ xếp hay như hình như thế này. Và khi mà cái đọt non á, thì nó sẽ có màu đỏ nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì Ngọc Ngân quay ngay lúc cái đọt già rồi. Do đó là quý cô chú anh chị sẽ không có thấy cái màu nó đỏ tươi, ở đây thì còn hơi chót chót đỏ như thế này. Thì đây chứng tỏ là cái dòng me Thái, và cái dòng này là cái loại trái dài và cong, thì sản lượng thì rất là cao luôn á quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị thường thấy thì me nó có rất là nhiều ứng dụng luôn. Còn sống thì mình có thể làm mứt nè, rồi mình nấu các món canh chua thì rất là ngon đúng không quý cô chú anh chị. Và hiện tại cây thì đang được trồng ở trong cái chậu C7, cây nó rất là khỏe luôn. Thì hướng của Ngọc Ngân thì bán những cái cây giống lớn, trung trung, nói chung là bán cây nào thì nó chắc cây đó, để cho quý cô chú anh chị trồng thì đảm bảo cây lớn khỏe. Thì chiều cao của cây thì khoảng 60-70 cm. Và đây là cái cây chui cành, đây là cái cành mắc chui nè. Thì mình trồng cây này thì tầm khoảng 1,5 năm thì cây sẽ cho trái nha quý cô chú anh chị. Còn nếu mà điều kiện đất thuận lợi và chăm sóc tốt thì có thể 1 năm là cây nó đã cho trái rồi. Thì cây nó rất là dễ trồng và rất là dễ chăm sóc. Thì quý cô chú anh chị thường á, mà mình đi những cái dọc ven đường á, thì mình thấy cây me trồng ở ven đường á, là mình chứng tỏ là cây me nó rất là sức sống, rất là mãnh liệt và rất là dễ trồng luôn. Ở những cái điều kiện khắc nghiệt nhất thì cây me nó vẫn sinh trưởng và phát triển được. Và đặc biệt là cây me mà làm kiểng bonsai á quý cô chú anh chị thì cực kỳ thích thú luôn rồi. Năm mình có thể uống sữa theo ý thích nè, mình thuần chậu nè. Thì những năm gần đây thì những cái loại cây mà ăn trái rồi làm kiểng được thì đang lên ngôi á quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị rất là yêu thích những cái dòng cây ăn trái mà mình thuần chậu được, mình làm kiểng bonsai được. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về cây me Thái cũng như cây giống các loại thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi và ủng hộ và đồng hành với Ngọc Ngân nhé. Trong quá trình trồng và chăm sóc thì có vấn đề gì thì quý cô chú anh chị hãy liên hệ với Ngọc Ngân trong khoảng thời gian là 6 giờ chiều cho tới 9 giờ tối nha. Thì Ngọc Ngân xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều thành công ở trong cuộc sống nhé.